Dạ, con thưa chú Lý Hải, con là Tý, đến từ đại lý của em Tân Tiến Đạt. Con xin phép casting lần mặt tám, có hơi trễ chút xíu nhưng mong chú Lý Hải để mắt tới con nha. Đợi xíu, coi con hỏi xíu. Alo, anh nghe nè em. Cái gì? Chia tay hả? Mình quen được 3 ngày rồi mà. Hôm nay chia tay hả? Thằng kia đi Accenture hả? Anh thì đi con Galaxy 50cc hả? Em, alo, alo. Một nụ hôn cuối rồi tạm biệt nhau. Ê, mấy em đừng khinh thường chiếc Galaxy S của em 50 của anh nha. Để anh về nguyên một số điểm đặc biệt nổi trội của Galaxy S của em nha. Đồ trang bị đèn halogen siêu sáng nè, kèm theo đó là dãy hai dãy đờ mi màu xanh dương nè, rất là đẹp luôn. Vành đúc 5 chấu kép cực kỳ mạnh mẽ, thiết kế cực kỳ góc cạnh, rất là thể thao, kèm theo đó là tông màu xám thu hút mọi ánh nhìn. Dù là xe thể thao nhưng xe vẫn có cốp nha, trễ vừa một nón bảo hiểm luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu 1.3 trên 100 cây, cực kỳ là tiết kiệm. Mặt đồng hồ được trang bị với góc nhìn cực kỳ hợp lý, nhìn cực kỳ rõ. Phía dưới có hai hộc tiện lợi để đồ. Được trang bị xích trần cực kỳ giống những mẫu xe phân khối lớn. Phần đuôi xe được vuốt tròn, cụm đèn đuôi rất là gọn gàng. Về dòng xe Galaxy S của em này có 6 phiên bản màu cho quý khách hàng lựa chọn. Về chế độ bảo hành, xe được bảo hành 2 năm hoặc 30.000 cây số tùy điều kiện nào đó chứ. Nếu quý khách hàng muốn sở hữu dòng xe Galaxy S của em, hãy đến ngay đại lý S của em Tân Tiến Đạt, Cao Lãnh, Đồng Tháp để xem và lái thử mẫu xe S của em này nhé. Chỉ có điện thoại. Alo, quay lại hả em? Em biết em với cái nhà khác nhau với gì không? Nhà thì có cửa, em không có cửa đó em. Dạ, con cảm ơn chú Lý Hải đã xem hết video casting lật lọng 8 của con. Dạ, con xin hết.